thiết kế phòng thờ trên sân thượng và những điều cần biết. Hiện nay, nhiều gia đình đang ưa chuộng thiết kế phòng thờ tại sân thượng bởi nó mang lại nhiều tiện lợi cũng như hợp phong thủy. Tuy nhiên, có nên thiết kế phòng thờ trên sân thượng hay không? Nếu xây phòng thờ trên sân thượng thì cần tuân thủ nguyên tắc và có những lưu ý nào? Thì hãy cùng blog Nội thất đẹp giải đáp những thắc mắc ngay tại đây nhé! 1. Có nên thiết kế phòng thờ trên sân thượng hay không? Nhìn chung thì phòng thờ là nơi linh thiêng nhất ở trong căn nhà và cần có một không gian trang trọng. Do đó, mọi người thường xây phòng thờ hoặc là đặt bàn thờ từ tầng 2 trở lên ở trong ngôi nhà. Nếu như chọn vị trí phòng thờ ở nơi hợp phong thủy và trang nghiêm thì gia chủ thường được gia tiên phù hộ. Nhờ thế mà gia đình luôn êm ấm, yêu thương nhau, công việc và cuộc sống cũng sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Ngược lại, nếu nơi thờ cúng được đặt ở vị trí không hợp phong thủy hay là không thể hiện được sự trang trọng, như là gầm cầu thang, nơi tối tăm, ẩm thấp, thì gia chủ thường gặp những khó khăn, gian nan. Cuộc sống cũng vì thế mà trở nên gian nan, trắc trở hơn rất là nhiều. Đặc biệt, những thành viên trong gia đình có thể mắc bệnh thường xuyên khiến sức khỏe giảm sút trầm trọng. Theo quan niệm dân gian cũng như ý kiến từ các kiến trúc sư, thì việc thiết kế phòng thờ trên sân thượng là một điều đúng đắn. Bởi đây là tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi không gian thường kín đáo, trang nghiêm. Thông thường, tầng này chủ yếu chỉ có người trong gia đình đi lên nên càng thêm yên tĩnh và phù hợp. Ngoài ra, việc xây phòng thờ trên sân thượng cũng đem lại nhiều thuận lợi trong việc thờ cúng. Bạn sẽ có nhiều không gian để cúng bái ngoài trời nếu cần hoặc là làm những thủ tục hóa vàng mã đơn giản mà không cần di chuyển sang không gian khác. 2. Thiết kế phòng thờ trên sân thượng cần tuân thủ những quy tắc gì? Việc xây phòng thờ trên sân thượng là điều nên làm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những quy tắc khi thiết kế phòng thờ trên sân thượng. Sau đây thì blog Nội thất đẹp sẽ tổng hợp một số quy tắc cần thiết và quan trọng để bạn có thể nắm bắt nếu bạn muốn đặt phòng thờ trên sân thượng nhé. Không gian của phòng thờ phải gọn gàng, sạch sẽ. Tránh để ở nơi tăm tối, âm u sẽ không tốt. Việc bày biện vật dụng cũng như trang trí phòng thờ phải được tạo được sự trang trọng, linh thiêng. Tuyệt đối không để phòng thờ bị ẩm mốc hoặc là trang trí gây cảm giác lạnh lẽo. Để sử dụng bàn thờ, các đồ dùng như là đèn thờ, lọ hoa, tranh phong thủy phải phù hợp với kích thước của phòng thờ. Không nên dùng đồ trang trí quá lớn trong khi diện tích phòng thờ lại nhỏ. Đồng thời, diện tích phòng thờ cũng nên tương xứng với diện tích của ngôi nhà. Việc sắp xếp các vật dụng trong phòng thờ, trên bàn thờ cũng cần có sự đối xứng với nhau. Đặc biệt là các đồ cúng lễ trên bàn thờ cần được đặt gọn gàng và cân đối. Các vật dụng, đồ lễ trong phòng thờ và ở trên bàn thờ cũng được sắp xếp gọn gàng, cân đối. 3. Một số lưu ý khi xây phòng thờ trên sân thượng. Bất cứ gia đình nào khi xây phòng thờ thì cũng đều thể hiện tâm ý chân thành đối với tổ tiên. Nhưng trong quá trình thiết kế phòng thờ trên sân thượng, có thể sẽ gặp phải một số sai lầm nhất định. Điều này khiến nơi thờ cúng mất đi sự trang nghiêm và khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo. Vì thế hãy nắm rõ những lưu ý dưới đây nha. Nên đặt phòng thờ ở nơi thoáng mát. Không gian phía trước của sân thượng nên để khoảng trống, tạo sự rộng rãi, thông thoáng. Tốt nhất là bạn không nên để bất cứ vật gì che phòng thờ ở đây. Đặt phòng thờ ở nơi thoáng mát sẽ giúp thu hút nhiều nguồn năng lượng dương khí dồi dào, đồng thời nó cũng giúp thu hút cả nguồn tà khí. Vì vậy, bạn nên sử dụng thêm rèm cửa để có thể chặn những nguồn tà khí không tốt đó. Lưu ý là bạn nên chọn rèm cửa có màu trung tính như là vàng kem, nâu. Những màu sắc đó sẽ phù hợp với không gian thờ cúng trang nghiêm và linh thiêng. Lưu ý khi xây phòng thờ trên sân thượng. Trước khi xây dựng phòng thờ, bạn nên đi xem hướng hợp mệnh, hợp tuổi của mình. Cùng với đó, cũng phải quan tâm đến phong thủy của ngôi nhà. Hướng nào của ngôi nhà có nhiều dương khí tốt nhất, hợp với bản mệnh và tuổi của mình. Tất cả những thông tin đó sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc xây phòng thờ trên sân thượng. Một số nơi không nên đặt bàn thờ hoặc là xây phòng thờ. Bạn không nên đặt phòng thờ ở phía trên của phòng vệ sinh hay là phòng ngủ. Đây là điều kiêng kỵ tuyệt đối không nên làm, bởi đó là vị trí không trang nghiêm, sẽ khiến cho nguồn dương khí tan biến. Đó cũng thường là nơi không thực sự sạch sẽ, bởi vậy nó có thể ảnh hưởng đến sự linh thiêng và trang trọng trong thờ cúng. Hơn nữa, đặt đến những vị trí đó có thể mang đến nhiều vận xui cho gia chủ sẽ mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên xảy ra, tiền bạc, tài chính lâm vào cảnh khó khăn, kéo theo đó là vô vàn những xui xẻo và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy nên bạn cần lưu ý điểm này để không bị vướng vào những điều xui không đáng có nhé. Nhìn chung, tầng thượng là một lựa chọn tốt để làm không gian thờ cúng ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, do việc thờ cúng mang nhiều yếu tố tâm linh, đòi hỏi sự linh thiêng và trang trọng, bởi nó thể hiện được tấm lòng biết ơn, sự thành kính cũng như thái độ tôn trọng của mình đối với những người đã khuất. Video trên của blog Nội thất đẹp đã tổng hợp đến các bạn những thông tin hữu ích về thiết kế phòng thờ trên sân thượng. Hy vọng qua đây, bạn sẽ thiết kế được không gian thờ cúng ở trên tầng thượng phù hợp.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.